Xin được mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 1 âm lịch này, bạn sẽ nắm bắt được cuộc sống của chính mình về các mặt như tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Và qua đó thì chắc chắn sẽ giúp cho quý bạn chúng ta có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai của chính mình. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 1 của Thầy Gia Cát. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe, nắm bắt và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh lộ bàng thổ là người tâm địa hiền lương, có ý chí và trách nhiệm cao, vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ việc gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân. Họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là con người của sự chí khí cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Sự nghiệp của người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình. Chớ nên tranh giành, chiếm đoạt của người khác nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm của đôi bên. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Mùi, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 1 âm lịch, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Tân Mùi sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cẩu thả và chủ quan. Hơn nữa vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ dở nửa chừng, cho nên khi hăng hái ban đầu qua đi, làm việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt được thành công. Khi đó, bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Tân Mùi tháng 1 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh thì cũng đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng lên. Nói cách khác, tháng này, người tuổi Tân Mùi vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh rất vất vả, hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ.
dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc và may mắn sẽ kéo về ầm ầm, không có gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 1 này người tuổi Tân Mùi hay phiền muộn, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm ngày hôm nay được xem là nhân quả cho tương lai. Gia chủ cần phải đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra trong năm cũng cần phải chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 1 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của tuổi Tân Mùi. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ, khó có được bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám, đeo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình lại không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn là dù không thích, bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức căng thẳng sẽ gây phản tác dụng. Với nam mạng, cơ hội tình cảm nhìn hơn một chút nhưng cũng cần dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình, chớ vội đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai. Với những ai đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt và cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có điều gì đáng lo ngại. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp Phú Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.